Vào hai. Mở hai à. Nổi gió rồi. Sao không khoác thêm áo vậy? Mở hai. Mở không sao chứ. Chào bà. Cậu muốn tìm ai? Tôi muốn tìm chị Quang đó. Tôi là chị Quang đây. Cậu là ai? Bà là chị Quang à? Con là con của Trần Ảnh Hồng nè. Con là Thiên Lãng. Dạ phải. Con tới Hưng Cảng hồi nào vậy? Con đến 3-4 ngày rồi. Má con kêu con tới tìm gì thôi. Đứng đợi lát đi. Dạ. Nhị phu nhân à, bà nói muốn tìm một người thế Bắc Dương mà. Người này là bà con ở quê của tôi, tên là Lãng, mới qua đây thôi. Phiền bà. Tôi đã hứa với bác Phúc rồi, cuối tháng sau ổng sẽ qua đây. Tôi chưa nói cho chị biết sao. Bác Phúc có phải là người đồng hương lần trước đến thăm thím hay không? Con nghĩ coi, làm đương gia đâu có tâm trí nhớ những chuyện này chứ. Thím thật không nhớ ổng tới đây hồi nào nữa. Bác Phúc chứ gì, sao lại không nhớ chứ? Người không ngừng chắp cánh vái lạy thím chứ gì. Nhưng con còn trẻ cho nên trí nhớ tốt hơn. À phải, nói gì thì nói, thím chê Bắc Dương tuổi tác già, làm việc chậm mới đuổi việc ổng thôi. Bây giờ thím tìm người còn già hơn ổng nữa, có phải hơi quá đáng hay không? Thím ba, chị Tư. Minh Mẫn. Mẫn. Sao nó trong nhà của tôi vậy? Đứa tiểu thư à, nó tên là Thiên Lãng, là bà con của tôi. Tôi định giới thiệu nó tới Thế Bắc Dương thôi. Ý, vậy thì hay lắm. Lần trước tôi hại anh bị mất việc làm, lần này chị Quang giới thiệu cho anh đến làm công. Vậy thì coi như quề, không ai nợ ai nữa nha. Thì ra cậu quen với Túi Tiểu Thư của chúng tôi sao? Cậu có sức khỏe không? Có giác nổi không? Dĩ nhiên là anh giác nổi rồi. Anh làm cu ly còn được, lẽ nào giác không nổi chứ. Dạ phải, con khỏe lắm. Con giác một lần 3 bao gạo cũng được nữa. Vậy tôi được, tôi nhận cậu. Nói thiệt nha, tôi chỉ nể mặt Túi Tiểu Thư thôi. Mau cảm ơn nhị phu nhân đi. Cảm ơn nhị phu nhân. Được rồi, vậy tôi dẫn nó vào trong. Chị Tư à, hôm nay em có mua cho chị cái này, chúng ta lên phòng coi đi. Trùng hợp vậy, chị cũng có mua cho em nữa. Hai chị em chúng ta đúng là thằng giao cách cảm nha. Chị em chúng ta đồng lòng mà. Dĩ nhiên rồi, chị em đồng lòng, sắt đá cũng mòn, đi thôi. Cũng được. À phải, thím ba, thím nhớ nói với bác Phúc của thím, mất công người ta yên lòng hả dạ qua bên này không có việc làm thì thất vọng lắm. Cũng được. Minh Mẫn. Chị Tư, vô đi. Ủa, em tính đi tắm sao? Không phải, em muốn cho chị coi cái này. Đừng có chớp mắt nha. Tan. Có đẹp không chị Tư? Chà, em còn quá đáng hơn nữa không? Mặc bộ đồ ngắn như vậy ra đường hả? Chị Tư à, chị đừng cù lần quá. Đồ tắm thì phải ngắn như vậy chứ. Trời ơi, em mau cởi ra đi. Em coi nè, lộ liễu quá đi à. Nếu để cha biết được, sẽ la em cho coi đó. Cha làm sao biết được? Em ra bãi biển mới mặc bộ đồ tắm như vậy thôi. Trời ơi, em đừng nên làm vậy mà. Ra bãi biển đông người quá, khác nào cho người ta ngắm chứ. Trời ơi, chị Tư à, chị đừng có cù lần quá. Bơi lội là môn thể thao lành mạnh mà. Lập tức cởi ra đi. Thế nào cũng không được. Lỡ để cha biết nhất định la đến sập nhà luôn đó. Yên tâm đi. Trời biết, đất biết, chị biết, em biết. Chị không nói, cha làm sao mà biết được. Còn tao biết nữa chứ. Chị Tư à, hay là chị thử đi. Trời ơi, chị xin em đi mà. Thử đi, đẹp lắm đó, chị Tư. Tiểu Liên à, nhớ hỏi tiệm giặt ủi, bộ sườn xám viền vàng của tôi, sáng mai có chưa, tôi cần mặc đó nha. Dạ biết. Trời ơi, sao mà vụng về vậy? Trời, sao bộ đồ này ngắn quá ha. Con lấy ở đâu ra vậy? Đồ này con lấy ở trong phòng Tứ tiểu thư, đem đi giặt thôi. Ê trời, thấy ghê quá. Lộ liễu như vậy, làm sao mặc ra đường được chứ. Chỉ là bộ đồ tắm thôi, cần gì quan trọng như vậy chứ. Đành là vậy, con là tiểu thơ khuê cát mà, mặc ra đường xấu hổ muốn chết luôn à. Trời ơi, Minh Huệ, hình như con nói tặng đồ cho Minh Mẫn mà, là bộ này sao hả? Bộ con tặng cho Minh Mẫn là đồ ngủ chứ không phải đồ tắm. Bộ này là do Minh Mẫn tự mua. Con biết em con mua những thứ như vậy, con còn mặc kệ đó. Cha không liên quan đến chị Tư đâu. Chị đâu có biết con mua. Con là chị của nó, tại sao không coi chừng nó? Con biết rõ nó bướng bỉnh mà. Đứa nhỏ còn biết, đứa lớn chắc chắn phải biết chứ. Con còn che giấu giùm nó. Cha đã nói không liên quan đến chị Tư rồi, tại con kêu chị giữ kín bí mật này giùm con thôi. Tiểu Liên, đem bỏ bộ đồ tắm này đi. Dạ. Cha, chỉ là một bộ đồ tắm thôi, có cần chuyên chế đến như vậy không? Sao, hóng gió đủ chưa? Ngồi hóng gió hoài dễ bị cảm lắm hả? Cha cứ mặc kệ con. Cha mặc kệ con, e rằng qua ở đây sẽ gặp nạn ngay đó. Không phải cha muốn la con, chẳng qua con muốn làm gì cũng cần có cân nhắc. Ai nói con không cân nhắc chứ? Con mặc đồ tắm ngắn như vậy, đứng trước mặt người ta, con nói là có cân nhắc sao? Con một lòng vì từ thiện mới tham gia cuộc thi bơi lội này thôi. Làm từ thiện có nhiều cách lắm. Nè, cha quyên tiền cũng được vậy, cũng là làm từ thiện thôi. Còn muốn góp bao nhiêu? Hả? Cười rồi, cười rồi. Nè, từ nay không được giận nữa nha. Vậy thì được. Minh Huệ, lúc nãy con thông cảm nha, con không để bụng chứ. Tất cả cũng tại con Tiểu Liên tay chân vụng về quá đi, rớt gì không rớt, một hai làm rớt đồ tắm của Minh Mẫn xuống đất à. Trời ơi, bác hai thì lanh tai lẹ mắt, thím đánh trống lãng cũng không có thể được. Con biết chuyện, biết nhìn rồi, cũng may bác hai cưng Minh Mẫn thôi, chứ nếu không thì làm đổ bể chuyện rồi ha. Thím hai, không biết có phải thím đi coi hát nhiều quá không? Thím trang điểm khuôn mặt giống như là thiệt đó nha. Tức là con còn trách thím. Con cũng biết thím của con mà, công bằng lắm. Cô nội bác hai đứng ở đó, nhưng thím cũng biết phân biệt. Rõ ràng là lỗi của Minh Mẫn. Không ngờ chó mực được ăn, chó trắng chịu đòn. Trời ơi, bác hai đó cũng kỳ, luôn luôn thiên vị à. Một đứa thì cưng ra mặt, một đứa thì giống như là kiếp trước trộn lẫn xương cốt với ổng vậy. Cả hai đều là con mà, trừ khi không phải là con ruột thôi. Trời ơi, nói thiệt nha, thím thiệt thấy tức cho con à. Cảm ơn thím quan tâm. Được rồi, chụp đi. 1, 2, 3. Nè, chụp thêm một tấm nữa nha. 1, 2, 3. Rồi, đứng sát cho đi. Rồi. Sao ngọt vậy? Minh Mẫn à, cha sợ ngọt lắm. Lâu lâu một lần, con ngọt lắm đâu. Xuyên bới mẫu để nguội không có lợi đâu. Hay là cha uống nóng trước đi. Không uống nữa, con mang đi đi. Lâu rồi cha con mình không trò chuyện rồi hả? Con về đây có đủ quần áo không? Đủ thì đủ, nhưng con lại chọn được bộ áo khoác rất là đẹp. Vậy sao? Cha đưa tiền cho con mua nha. Được, nhưng là đồ nam hợp với cha mặc hơn. Con gạt cha. Tam tiểu thư à, tôi có làm bánh hoa quế con thích ăn nhất nè, con ăn thử đi. Tôi không ăn đâu. Tam tiểu thư, cô không ăn không được đâu. Lúc ăn sáng cô nói bị lạc miệng, lúc ăn trưa cô chỉ lùa có vài đũa. Bây giờ ăn một chút trước đi. Tôi không đói mà. À phải, chị Quang, chị giữ tôi từ nhỏ tới lớn bao năm nay, chắc chắn chị biết rõ mọi chuyện trong nhà của tôi. Tôi thật sự rất muốn biết, thật ra tôi có phải là con ruột của cha tôi không? Trời ơi, sao cô lại hỏi như vậy? Lẽ nào cô cậu không phải là con ruột của lão gia? Hay là có phải năm tôi chào đời, công việc của cha nảy sinh vấn đề? Hay là trong nhà xảy ra chuyện gì không như ý không? Dĩ nhiên là không phải. Lúc cô chào đời, công việc của lão gia thuận lợi, kinh doanh đã kính qua đường càng ngày càng phát triển. Cô đừng có nghĩ lung tung nữa. Vì tại sao cha đối xử tệ với tôi chứ? Cô đừng đa nghi quá, đó cũng là người hợp ý người thôi. Có thể do tôi không nên thân, làm chưa tốt lắm.